Rồi lấy bánh chưa? Chị Đồng giận á, chú Đồng ra coi ra kêu hơi ở đâu? Không về đâu ra kêu kìa. Đây còn trên bàn mấy cái này các bạn, có em mấy cái? Có hai cái chú mới quay nha, ăn một cái không quay luôn á. Hai cái. Ừ, ăn hai cái. Thử thách là phải thử thách mới được. Rồi. Vô mọi người vô coi cho anh ăn hai bánh xèo nha. Ủa lần đầu tiên con ăn hai cái, thường thường con ăn có một cái hả? Được không? Chứ hồi giờ không ăn ăn có một cái, không ăn vài cái không? Bánh xèo da mà. Ăn hai cái rưỡi. Hai cái rưỡi da hả? Ồ ngon hả? Ăn hết không? Ừ. Nhưng mà lúc đó tình trạng lúc đó là đang đói hả hay sao ăn hai cái? Không đói, mình chỉ có bình thường thôi. Bình thường hả? Ăn hết topping không, ăn rau phải không? Ăn bánh thôi gì không, ăn rau phải không? Tiếp theo dài vậy, tại con ăn hai cái á. Ăn hai cái luôn bé, cho anh đã báo trước rồi, video này hơi dài nên ông bà cô chú anh chị em gần xa có xem á thì hãy xem hết video clip để theo dõi coi bé Trâm Anh ăn nhiều hay ít và trong khi ăn có xảy ra cái chuyện gì hay không, mà mới khi nhai một miếng bé đã bịt miệng. Không biết là ăn được bao nhiêu. Hai cái con ăn hai cái đi. Rồi, đấy. Đâu. Bây giờ hai cái là rồi. Nổ cái lớp xe thôi. Nổ bánh xe thôi, bình thường mà con. Rồi mình đang ăn bánh xèo thì mình cứ tập trung ăn thôi. Em nói chú nhiều chuyện. chắc chú ra nhiều chuyện xíu quá. Sao? Tâm thấy như thế nào? Nãy có đói không? Mà con quyết định. Bình thường hả? Là cái mức ăn nhiều nhất của Trâm Anh là thường là bao nhiêu cái? Hả? Ăn bánh xèo. Ừ. Nhà mai ghé quay nha. Nè. Quay đến 9 giờ về. Ok. 9 giờ gì? Lúc 9 giờ đó, thì trong khi 8 giờ hết bánh xèo đứng quay tới 9 giờ đứng quay gì? Quay bằng niềm tin à? Phải còn đổ bánh xèo mới quay chứ. Ok. Ok nha. Dạ. Tâm Anh thử thách ăn hai. Bây giờ là cái kèo kia sao rồi? Bà nội làm việc với cô Ngân chưa? Cái vụ mà cái ớt á. Hả? Trời, xong. Kèo này chắc thủy quá, kèo thủy rồi á. Thấy bé chụp kèo rồi. Chưa chốt được kèo đó đúng không? Chết. Ủa chú Long bên trong bàn đâu? À chú Long trong bàn kia. Thùy mị quá. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay là tôm, cái tôm lên là tôm gọi là tôm gì bé hả? Tôm càng hay là tôm sú?
Rồi quất hết luôn đó. Ăn hết luôn, đừng có lột vỏ gì mình ăn. Nó không có đổ gì, con mới ăn vỏ nè. Ăn vỏ cho nó có canxi, mặt con thiếu canxi gì đó. Không, đúng rồi. Chiều cho mình cũng ăn cánh xèo luôn á. Chiều mình ăn cho cánh xèo thôi. Chiều ăn cái hả? Con biết bụng chứ nổi không? Rồi chú nói thì con chịu. Ăn không có khí thế vậy, quay quay cũng mình phải ăn lẹ lên. Ăn mà mình cái thứ hiện là cái bánh xèo nó ngon. Ăn sao mà rất là ngon luôn mà ăn Trâm Anh thấy Trâm Anh ăn không ngon làm gì. Đó. Mình phải vậy. Ăn cái bánh xèo nó ngon vậy mới ok. Đó, vậy đó mình tập trung coi cái bánh xèo đây, mà cỡ ai nói gì mình ăn bánh xèo mình lia lia vô. Đúng rồi. Không, tôi gửi rồi. Tôi gửi nước tôi gửi rồi. Cái gì á? Tôi đưa rồi. Ừ. Còn ăn sao anh em ơi, còn đi thi coi sum nghỉ Nga sumo á được á. Bé Hà anh ăn được 2 cái hết không? Ăn được 2 cái hết luôn hả? Anh ăn 4 cái. Hà anh 2 cái với lại ăn thêm ớt nữa. Ớt rồi cái gì? Bữa hôm qua là cái ớt gì của nước nào ta? Ớt bỏ cạp 2 triệu. Ớt bỏ cạp 2 triệu. 2 triệu độ cây á, chứ mà 2 triệu đồng cái đâu. Độ cây. Tự nhiên nói ớt 2 triệu ai biết. Phải nói đúng. Đâu. Bây giờ chúng anh tập trung ăn bánh xèo để mấy chú quay video cho nó có triệu view coi. Anh mình phải review đó. Dùng cái miệng ăn nghe. Anh thoải mái đi, đừng có che, mình đã ăn review rồi mình che cái gì nữa không che. Gì đâu, tự nhiên. Đâu sao đâu. Thôi. Em nói lịch sử chứ. Người đó lịch sử nè, rồi. Rồi quay cái bánh. Anh cái bánh xèo ta ngon giòn vậy mà nó ăn thấy nó yếu xèo luôn. Chú ép con. Có ép đâu mà ép. Vừa review. Rồi bữa ăn một cái 7 phút. Còn ăn hai cái này khoảng chừng 20 phút rồi sao? Không ăn hết cái này. Ừ. Hả? Dạ. Tôi cái con không ăn hết cái này. Con thấy no rồi. Vậy sao đòi review hai cái? Đâu chú nói. Đâu con nói nha, không ai nói hết rồi. Chứ chú Hải còn thằng nói là chị nào hai cái mới quay. Thì đó thì chú đang quay nè, quay con thử thách nè. Không ăn hết. Không ăn hết thì không ăn hết, nhưng mà phải ăn hai cái. Bánh xèo. Sao hả? Bỏ cuộc hả? Thử thách kỳ vậy. Thử thách gì con? Chú ăn hết 2 cái, nhỏ chú ăn hết 2 cái. Chú rồi tiêu ăn được rồi. Chú lớn là chú ăn được 2 cái. Tiêu ăn được rồi đó. Với điều kiện nhịn đói 2 ngày. Vậy chú Lâm. Chú ăn hết lắm. Ăn hết bánh là được nha, không còn ăn hết nguyên dĩa đâu nha. Đó, nãy giờ đem cái lỗ rau để tưởng chân thôi nè. Chứ có ăn được miếng nào đâu. Má con nghe hủ mày ghê. Ăn được một hai miếng gì đó rồi. Đó, còn cái gì cũng xèo ăn đó, xèo không. Còn ăn
video này tôi nghĩ là chắc không được 100 view. Anh như người ta anh như chú giỏi Di Lộc vậy đó, con hiểu không? Con hiểu cách anh gọi chú giỏi Di Lộc không? Anh ngấu nghiến như mình, giống như là sao, giống như bỏ đói mấy năm chưa ăn. Em chú ăn ngốn không? Mày ngốn. Em chú ăn ngốn không? Ăn đi, ăn sao mà nó cảm thấy mà nó vừa ngon mà người ta cảm thấy vừa ngon mà vừa đẹp. Cái này hả? Trâm Anh 18. Rồi hôm nay là bé gái 18 tuổi, ăn hai quán xèo trong vòng 25 phút. Hết một cái rồi. Đời nào coi kênh được cái kênh của chú Hà. Coi vậy là bạn Quyền đang cái mua cái màu bánh xèo đổ rồi bé Hà nó nói. Bất ngờ bữa nay thấy bánh xèo nhí thì kỳ view cho mình nha. Ủa mà sao ra tìm ra cái kênh chú à, hay à? Đâu, nói ra nó tìm YouTube thì nó hiển thị lên YouTube mà. Rồi. Còn mày nói chứ. Bé cho anh nó đang khều khều mình nói đừng nói, đừng quay. nó đá nữa tiếp này, nó đang đá cái chân này đừng quay đi. Sao rồi? Chú Hà bắt phải quyền chú là chết luôn. Rảnh quá. Nói gì nói chứ là mấy cái mày hôm nay thấy hồi ăn rất là hiền, không mỗi clip trước rất là hiền, rất là dịu thương. Những cái clip trước ăn rất là vui vẻ và review rất là chính xác, chân thật. Còn bây giờ là im luôn, không nói một tiếng nào hết. Cái bánh xèo sao cũng không chịu nói đi cho cảm giác ăn bánh xèo như thế nào, nó ngon không? Mọi người muốn ăn bánh xèo thì tới địa chỉ của con ở chỗ nào? Mình nộp ăn bánh xèo là bởi vì để mình mục đích là mình review, mình giới thiệu cái địa chỉ của mình. Con ăn không? Con không nói gì hết. Thử thách review. Vậy mà chú hỏi. Không có, chú đâu có hỏi đâu. Trong cái lúc mà mình ăn bánh xèo sao con review được? Giờ sau giờ review thoải mái đi. Review là mình phải giới thiệu cái địa chỉ lại chỗ đó. 21 Đông Bắc Tân Giác Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bên công viên mà mình muốn trung quy tới SC. Giá bánh xèo của con là bao nhiêu tiền đó? Con xin bỏ cuộc. Là ăn hai gái ăn không nổi á. Tốn của bà nội hết một cái bánh xèo rồi, con ăn tôm ăn thịt hết ở đây rồi đó lại cái đó thôi. Tốn topping của bà nội thấy chưa? Dạ ăn topping. Con giỏ nha. Ủa bây giờ này video mới hả? Nó có một cái thuật toán này mà tôi không biết đúng không? Ví dụ như mình quay ở 21 Đông Bắc đúng không?
thì ở đây nó sẽ định tuyến được là ở đây là cái khu vực này cái mạng VM ý. Cái này là của Viettel, của gì? Viettel ạ. Thì mình đang lúc mình đăng ký cái gói á, trước á là nó biết là 21 à, thì nó được xuất lên nhiều lắm. Đã rồi, chút nữa lên 1 triệu view. Nó có một cái thu nhập nó luôn á. Đang ngay chỗ đây luôn này. Mọi người đang luôn cái còn nhỏ nhỏ quá mà ăn hai cái, nói chung người lớn ăn còn dính dính rồi. À muốn mà... con review cái đặc biệt đi. Cái đặc biệt nhiều cơm thịt đó, ăn cái đó cho nó trong thời gian ngắn nó vừa vừa ăn vừa review vừa nói không có áp lực thời gian. Trời ơi, ra giờ cái dĩa cơm ngon. Ủa, nó có hai chỗ phải không? Không, đầu là quán cũ rồi. Thôi, nói chung là bé Hà trong anh là nó không hoàn thành xong cái thử thách ăn 2 bánh xèo các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video bé Hà trong anh, nói chung là nó cũng đuối lắm rồi. Các bạn chú Hà ơi, tất cả mọi người chú I love you, I love you, bye bye. Bây giờ là 8 giờ. Bây giờ là coi điểm thứ mấy cái bánh xèo của bé Hà này. Hai cái. Coi coi. 4 cái, 6 cái, 8 cái, chục cái. Chục cái. 11 cái. 12, 13, 14, 15, 16, 17 cái, còn 17 cái xèo nha. Còn riêng trong anh là nó không hết thử thách rồi các bạn. Hát đi. Hát. Hát bài nào liên quan tới bánh xèo đi. Đôi khi ngồi hát có khi có view á. Hát nhiều khi khách tới ăn rồi. Rồi. Mua. Nói chung là mùng mấy à? Năm mới hát được chứ. Mình... Mà là chú Lâm chưa nghe, giờ con sẽ hát lại chú Lâm. Tưởng là ca sĩ thì không cần phải là phải thuộc lời rồi. Mà bố hát cho chú Hà nghe bài Việt Nam phải không? Giờ tới chú Lâm. Tại chú Lâm chưa được nghe. Chưa được nghe đúng không? Bài gì? Việt Nam I love you. Việt Nam I love thôi, cái làm gì cho lớp du. Đừng bật nhạc nha. Rồi hát xong bài đây về. Một bài một thôi nha. Một bài một thôi. Video rất là dài luôn rồi. Giờ chỉ còn 10 phút cho con rồi á. Rồi tới đây các bạn. Việt Nam yêu lập tình yêu tôi mãi dành cho nước Nam. I will say I love Việt Nam. Hay quá, vô đi. Vô chân. Hết bài là có khách ghé mua bánh xèo liền luôn. Thì em cũng xin phép là kết thúc clip tại đây. Sẽ gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Ủa. Ủa chú kìa mấy gái biết hả? Hát bài Hào khí Việt Nam. Rồi bài nào cuối cùng nha. Rồi bài cuối cùng
bài cuối cùng nha. Rồi ok. Mỗi ngày phải một bài bài mới á, ông bà cô chú mới thích. Bài gì, bài gì? Hào khí Việt Nam do ca sĩ Trâm Anh sáng hát. 1 2 vô. 1 2 vô. 2 cái, 5 cái là còn 12 cái. Hùng thiên ngàn năm lưu dân rửa dân, mẹ Âu có bố lạc lòng quân, cùng chăm con xây cờ đổ đời. Thời gian qua xin giúp đời ông cha, sự xây được giữ yên bờ có, để hôm nay con cháu cùng ngàn thương nước dân bình rực rỡ giang vua. Nhân máu dung thiên ơi, còn đầy dung khiên bớt khô. Mình đã hát kiểu gì? Nhưng giống biển đông kia ngàn đập mai luồng thuyền, hào khí trời Nam ta ngàn đời sắc son Việt Nam, ngàn đời sắc son Việt Nam. Một bài đó thôi. Thôi nó học hứng rồi, nó hụt hẳn rồi. Cho nó hát bài nữa đi. Cho hát bài nữa đi. Hát bài nữa. Hát bài nữa. Rồi con hát nhanh. Vô nhanh. Để chị bán sào nhí nè. 21 từ Đông Bắc, Hồ Tây Chánh Hiệp, quận 12. Bên công viên miền Trung Minh Lát Xê, ấp 34. Câu 938 728 828 Rồi hẹn gặp với đi theo. Rồi cho anh là 10 giây mà bắt đầu không hát là chú sẽ tắt máy và tạm biệt bà chú. Đi hai. Tranh thủ. Trời muốn bị mưa rồi. 1 2 3 Bài gì à, bây giờ còn 12 cái nha các bạn. Bài gì ta? Bài. Còn 12 cái bánh xèo. Con hát bài miền Tây nha. Hát đi, con hát đi. Bà gái bè hả? Hát thì qua rugby. Được rồi. 12 cái còn 11 cái nha mọi người ơi. Rồi kìa. Đây. Hát bài này em là nhất miền Tây. Em là gì? Em là nhất miền Tây. Rồi em nhất miền Tây rồi đó. Em nhất miền Tây rồi đó. Không còn ai vô em nữa. Rồi vô. Giờ bà em vô. Dính bản quyền. Bài hát của ta. Giữ âm thanh nó nhỏ nhỏ thôi nha. Vô. Ủa cao kê mà. Thôi cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại các mọi người ở các video tiếp theo. Nói là có tay công đâu. Hát nó chuẩn bị bài hát không mà nó mất thời gian. Nét dịu dàng em là nhất miền Tây cao kê. Ủa có bài hát đó hả? Nó không thuộc bài hát đó, nó đọc cái lời đúng không? Vẫn ra được bài hát đúng không? À, Google rất là thông minh, YouTube rất là thông minh. Nét dịu dàng em là nhất miền Tây
mặc áo bà má hay hay uổng hồng. Thôi mắt đen phơi ha, hay đi phơi. Chú hoài sao mà vẫn còn đây, nhìn con nhà người ta đi tay bếp tay bông, nhẹ nhẹ sập sình đi nghe em đâu có khoe. Nhưng lúc bình chất như là em mua, bởi là xanh thì tính em cũng xanh. Em mời có thích thì hút em về nhanh nhanh. Từ kim đâu xa em đây dần chưa có người yêu, vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời. Sớm trên làng bên còn ai đang độc thân, mau ghé qua nhà em cho má má em mừng. Chào. Hello, đang chưa? Bà nó không hợp. Hay sao? Lọ đòi người kìa. Đây đây lọ này các bạn. Chùa con hát. Thôi bạn được rồi. Bạn trường mình hai hát trước đi, tại con chưa nghĩ ra. Bài gì? Mình là ca sĩ là chỉ cần nói thôi. Bài trong trường là mình là có bài liền chứ. Đây rồi. Chết. Thôi con chú ha, tại nó là tao con mạnh nhất nè. Nhưng mà mình đang thắc mắc là ông bà cô chú là khi mà cái chương trình văn nghệ lên thì cái thời gian mà ông bà coi xem một video nó ngắn hơn rất là nhiều. Ví dụ bình thường là video ông bà là coi chắc được nữa. Hết rồi. Đầy mặt luôn rồi, là hết cả mặt luôn rồi đó. Là dính hết đầy, cả mặt luôn rồi đó. Thiệt mà. Rồi xong luôn. Nhanh đi nha chú. Đây điện thoại của chú chỉ còn là 2 phút là hết thẻ nhớ luôn đó. Là chú ốp luôn rồi đó. Đây. Hôm nay 8 giờ. Bữa hôm qua là mới có 7 giờ hết bánh xèo. Là hôm qua cái thời gian mà hôm qua là nếu mà có bánh xèo nữa đổi được 10 khách nữa. 10 khách là người ta mua một cái khách hai cái thì cũng được 30. 20 cái là cũng được 700. Hết sẽ gần đây. 10 khách mà tối thiểu khách hai cái là được 20 cái. 20 cái là kiếm thêm được 7 xị. Nhạc gì á? Dạ. Hết sảy miền Tây. Rồi. Là mình nhậu thôi. Đây bạn kia em mua bánh xèo á. Em kia mua bánh xèo. Hết sảy miền Tây. Ừ. Ăn đây hay mua gì vậy em? Ăn đây hả? Nhạc ngành theo em về là miền Tây. Thằng kia nó không ở đây em chạy vô trong luôn. Chỗ em nơi đây ngồi hay ngồi đừng nói xe nha. Thoải mái, bất tỉnh em giàu hay. Y kỳ vũ ba đem qua ti con cá lóc. Cá này ngưỡng chui ăn ngon nó tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết. Say nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Nghe hát dân ca vô kìa. Người từ xứ xa cứ yên tâm em đây là thật thà. Có chiếc xuồng ba lá chở đầy con cá thì vô. Có lúa chín vàng tươi chén bao ngon thịt hà buồn mà mặt vui, buồn là cái mặt buồn chứ. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thì chờ qua làm sao đóng cửa bàn tay đóng nghe một hai đâu này. Sao khúc này khúc giáp kìa ta. Rap. Rap đầu cũng rất là nhớ khúc giáp. Bài này làm gì có rap. Bài này làm gì có rap. Mùa xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu kéo theo đàn trai. Bài ở trong trường đâu? Hồi nãy con nói hát bài ở trong trường đâu? Hát bài trong trường chưa? Bài trong trường ấy á? Bài trong trường. Bài ở trong trường con hát à?
bà học sinh á. Ok, xin chào tạm biệt mọi người nha. Con máy bay chú Hà, máy bay tất cả bà cô chú nha. I love you. Bạn quấy gì? Ơi, hai chị chơi cầu lông đi về ghé em bánh xèo nha các bạn. Chơi cầu lông là đỡ tốn đi tập thể dục mà còn ăn. Có gì ạ? Hỏi cô thử ăn mấy cái kìa, vô hỏi cô. Rảnh quá, rảnh quá. Để mấy bạn thấy không? Thôi. Bỡ cái điện thoại. Ôm cái con này. Bà nội ơi. Đang quay luôn nè, đang quay luôn nè. Ấp luôn á. Rồi. Toàn mấy đoàn rồi. Trâm Anh. Ô, cái con này. Trâm Anh là hai vợ. Ủa, là hai cô ăn mấy cái? Quay đây. Hả? Số trong việc. Tỉnh quá. Không ăn. Còn là một. Cái này là hai cái, còn bảy cái nha các bạn. Trời muốn mưa nè. Thấy ăn kiểu này không? Thấy ăn kiểu này cũng không? Hả? Bình thường. Báo cáo với mọi người là bây giờ bắt đầu mưa rồi nè. Con ngó cái xe của chú. Nó giờ hút đi chứ Hà. Con phải cho Hà rồi để trả bảo hiểm cho con. Ừ. Mưa nè. À, xe hơi tới bánh xèo. Có nghe mà nói cởi là khách ở đâu? Cô không biết đâu mà bà ăn một lần rồi. Bà sẽ không xuất xa hiện khác. À, cái này là bị đánh quá. Cái này giống thuốc hơn là giống kẹo. Rồi 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 giống. Thôi rồi. Thôi rồi. Thôi lại đi.
Rồi. Báo cáo các bạn là cái video cái điện thoại này vừa hết pin mà vừa ấy. Mình thấy là còn 7 cái bánh xèo cho nên nó đỡ trong anh chứ mấy Hà nó bán hết 7 bánh xèo này. Rồi tạm biệt mọi người nha, bây giờ đi về. Bye với Hà và tất cả là cô chú I love you. À, cô mua bánh xèo mà còn 5 cái ha cho mình hai còn 5 cái. Dạ 5 cái. Bà nội kêu kìa. Còn 5 cái. À, giờ còn bán 2 cái nữa nè. Còn 3 cái.